Hello, xin chào tất cả các bạn ha, mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì như các bạn cũng đã biết, chúng ta sắp cập nhật phiên bản 3.1 của Sumeru ha các bạn ha. Thì trước lúc cập nhật phiên bản 3.1 của các bạn, thì Genshin có công bố một số hình ảnh, những cái clip, những cái thông tin về giải đấu, cũng như là những cái cơ quan, động vật, quái mới, boss mới ở bên map Sumeru 3.1 của các bạn. Mình nghĩ là một số bạn sẽ chưa có đọc và một số bạn đọc rồi nhưng mà vẫn chưa có hiểu lắm á. Bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn đọc lại và mình sẽ phân tích một chút xíu. Khi mà mình biết một tí thì sau này giải đấu của mình cũng sẽ dễ hơn nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đến tới nhật ký mạo hiểm Sumeru, chương lạc trong biển cát. Kỳ 1 biển cát đỏ nha các bạn. Thì cái này là nó đăng rất là lâu rồi. Thì ở cái phần 1 này các bạn thì nó sẽ miêu tả cho các bạn là sa mạc mênh mông ở phía tây Sumeru được gọi là biển cát đỏ. Đây nè các bạn. Thì những cái hình ảnh này các bạn có mơ hồ thấy trong livestream đặc biệt của Genshin này ha. Đây sẽ có những cái con thú thồ hàng, những cái con bọ cạp độc, những cái con khác bọt với những cái con mà chúng ta gặp ở bên Sumeru cũ nha các bạn. Ở bên đây có cần cần chứ không phải là có con vẹt như là ở bên Sumeru 3.0 nè các bạn ơi. Đây con bọ nè. Còn con này là con Unari, con này là ở bên Inazuma mình đã thấy rồi. Và đặc biệt là hai cái quả này nè các bạn, quả xích niệm với lại quả Eji Nekama gì nè các bạn. Thì hai cái quả này mình nghĩ là sau này nó sẽ làm nguyên liệu để nâng cấp nhân vật nha các bạn. Còn ở sa mạc thì chúng ta sẽ có những cái di tích. Những cái di tích này thì như các bạn cũng đã biết thì ha, rất là nhiều giải đấu. Mà đến với giải đấu thì chúng ta sẽ đến với kỳ 2 nha các bạn, thám hiểm di tích của một vị vua này các bạn. Thì nói chung là nó sẽ tiết lộ một vài cái cơ quan di tích, những cái giải đấu cho các bạn xem. Thứ nhất là đài bí ẩn. Ở cái đài bí ẩn này mình nói nôm na cho tất cả các bạn dễ hiểu là khi mà các bạn gặp một cái bức tường đỏ mà các bạn qua không được thì các bạn phải đi tìm cái trụ này để các bạn có thể mở cái cánh cửa này ra. Ok, thì bây giờ chúng ta đến với cái thứ hai, đó là cái mồi lửa nguyên thủy này các bạn. Ở cái phần thứ hai này thì chúng ta sẽ thấy là cái mồi lửa nguyên thủy, bao gồm là cái mồi lửa và cái đuốc nguyên thủy. Thì cái mồi lửa này nó sẽ kích hoạt cái đuốc. Nói vậy thì các bạn hơi khó hiểu, tức là các bạn sẽ tìm cái mồi lửa và các bạn kích hoạt lên. Mình nghĩ là khi kích hoạt lên, một là nó sẽ bắn thẳng cái tia lửa này đi, còn thứ hai là bạn phải dẫn nó đi. Cái này thì chắc là mình nghĩ là dẫn giống như tiên linh đấy các bạn. Trong quá trình các bạn dẫn đi á, thì các bạn gặp cái quạt gió thì nó sẽ thổi tắt cái lửa nha các bạn. Vậy cho nên là các bạn phải lợi dụng thời cơ cánh quạt ngừng chuyển động, hoặc là các bạn tìm kiếm cách để làm cho cái quạt ngừng quay. Và đặc biệt là chúng ta cũng thể sử dụng những cái đế nến nguyên thủy để được trung chuyển. Cái này thì khi nào nó ra chắc mình mới biết các bạn ơi. Ok, tới cái thứ ba, đó là dẫn truyền tia sáng trong di tích. Theo mình nghĩ nó có hai phương án. Một là các bạn sẽ phải bắn truyền nó, giống như là hồi đợt ở đảo Táo Vàng các bạn chơi cái map của con Sinh Danh gì đó. Còn hai là các bạn phải giải quyết những cái vật cản nó, giống như là nó bắn thẳng như vậy nè các bạn. Thì nó có một bức tường cản như vậy nè các bạn. Các bạn sẽ dùng cái linh kiện tàng hình để khiến cho bức tường biến mất để cái tia sáng mà đi vào. Thì những cái này thì khi nào nó ra mới biết, nhưng mà nó lít như vậy thì mình cũng có một số kiến thức rồi đúng không các bạn. Còn cái này quá dễ các bạn. Cái này thì giống như là một cái trụ trụ hỏa nè, nó đang bị tan rã, thì các bạn kích hoạt cái này thì sẽ giúp cho cái trụ hỏa này nó trở lại bình thường để mà mình kích hoạt. Nó y hệt như là cái con bay bay ở bên map Sumeru 3.0 các bạn. Các bạn khi mà bạn bắn vô thì cái cây lửa này là nó sẽ trở lại bình thường đó các bạn. Rồi ok, bây giờ tiếp theo là đồng hồ cát năng lượng các bạn. Thì ở đây là nó sẽ có một cái đồng hồ và khi các bạn chạm vào thì sẽ lặp lại và bắt đầu tính giờ. Tức là khi mà các bạn lặp lại thì nó sẽ bắt đầu tính giờ cho các bạn. Và cái này nó giống như là một cái khiêu chiến, theo mình nghĩ là vậy nha. Rồi ok, tới cái tạo cơ quan di tích. Thì mình nghĩ cái này là sẽ là những cái con đường mà các bạn đi vô những cái cơ quan đây. Thì khi mà các bạn nhặt được cái khối năng lượng màu tam giác này nè, thì nó sẽ bay theo mình và mình sẽ đi lại một cái đá nhân bản để mình tạo ra cơ quan di tích. Còn ghi chú thêm là những cái hồi nãy giờ các bạn giải đấu á, thì các bạn phải thông qua cái này. Theo mình nghĩ là cái này là cái đường vô đó các bạn ơi. Nói chung là cái này là cái đường để cho mình vô. Mình nghĩ là mới vừa cập nhật thì các bạn sẽ gặp nó luôn. Rồi tới cái Obelisk nguyên thủy này nè các bạn.
thì nó sẽ để tìm kiếm cái đá thánh chương. Cái đá thánh chương các bạn thấy ký hiệu đây không? À, cái ký hiệu này nó sẽ tương đương với cái vạch đá trên này nè các bạn. Thì cái này tới nó ra mới biết các bạn ơi. Nói chung là nó để tìm kiếm cái này nè các bạn. Nhưng mà trong quá trình tìm kiếm các bạn cũng không có thể tìm kiếm được khi mà các bạn chưa đủ quyền năng. Mà cái quyền năng này thì tôi cũng chưa hiểu lắm. Bây giờ chúng ta cùng đến với kỳ 3 nhật ký mạo hiểm Sumeru kỳ 3 nha các bạn. Thì ở kỳ 3 này chúng ta nó sẽ giới thiệu những cái con boss, những con quái nha. Thì đầu tiên là những cái con giống như là cái con lính đánh thuê nè các bạn. Cái con này tên hay lắm, kẻ gọi đá, đá thủ. Nói chung là nó sẽ gọi ra một cái con khác để có thể chơi với mình. Đây nè bạn, đây là thợ săn gió nè, cái đây có thể triệu hồi con chim nè. Còn cái ông đầu tiên này triệu hồi ra cái gì mình không biết nữa, giống như là con cá sấu gì đó. Thì nói chung là những cái con boss thì nó sẽ tăng cấp hơn các bạn. Mình thấy là nó VIP pro hơn hồi đợt 3.0 các bạn ơi. Tới đây thì chúng ta sẽ gặp những cái con boss nè bạn, cổ máy cổ đại đến từ sa mạc, khác biệt rõ rệt với cơ quan di tích. Đó, trong chiến đấu khi mà nó ném lên kiện ra ngoài thì nó sẽ được tàn hình. Đó. Ở đây là những cái kết cấu của nó nè các bạn, có 3 loại kết cấu ha: thăm dò, tái tạo và tạo lực. Cái này thì mình nghĩ là sẽ là cái dạng giáp đồ đó các bạn. Ma trận điều hành bán vĩnh cửu thì cái này là cái tên của nó hay sao á các bạn. Thì nói chung cái này là nó đang diễn tả cách chơi cho mình nè các bạn. Thì mình tóm gọn lại thôi nha. Tức là khi mà nó sẽ hiện ra những cái này nè là các bạn phải đánh bể. Khi mà các bạn đánh bể thì cái con quái là nó sẽ gớt xuống. Mà khi mà các bạn không đánh bể á, thì là nó sẽ nổ một cái lượng đam khá là to. Và khi đánh với con này á, thì các bạn cầm nguyên tố lôi với lại nguyên tố thảo chung với nhau thì nó sẽ dễ gây ra phản ứng và nó sẽ giúp các bạn đánh cái con boss này tối ưu. Mà khi mà các bạn đánh bể hết trơn những cái xung quanh các bạn là nó có để nè dùng phản ứng xúc tác hoặc là dùng nguyên tố lôi đánh. Nên nói chung là nó sẽ gớt vào trạng thái suy yếu do quá tải các bạn. Nói chung là cái này thì cũng chưa hiểu lắm, khi nào nó ra mình đánh trực tiếp mình mới biết các bạn ơi. Rồi, nói chung thì tới đây thì các bạn, thật sự là tất cả đều là theo mình suy nghĩ ra là cái thứ nhất. Nhưng mà mình nghĩ là với những cái thông tin vừa rồi thì cũng sẽ giúp ích anh em một phần nào cho cái việc mà giải đấu map Sumeru 3.1 nha. Và các bạn xem xong đừng quên là cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.